Lời tựa 25.000 đô la. Tôi có ai trả 30 không nhỉ? Giọng nói của người điều khiển phiên đấu giá cất lên rất nhanh và ngừng lại đột ngột cứ mỗi khi có người trả giá cao hơn, rồi lại cao hơn nữa. Có, tôi nói, 30.000 đô là từ quý ông tóc đen từ phía trên này. 40, một giọng nói từ phía sau tôi vang lên, 40.000 đô la từ phía quý ông đứng phía sau. 45, tôi nói, 45.000 đô la. Tôi không thấy rõ người đang đấu giá cùng tôi, nhưng khi cuộc đấu giá chạm mức đến 50.000 đô la, tôi quyết ngừng ra giá. Và ngạc nhiên thay, đối thủ của tôi cũng ngừng lại. Người điều phối la thật to, số 27, anh là người chiến thắng cuộc đấu giá. Tôi chính là người số 27. Tôi đã chiến thắng, tôi đã tham gia đấu giá để được quyền đặt tên mình cho chiếc vé máy bay hãng Virgin Atlantic. Vâng, tôi biết điều này nghe có vẻ hơi kiêu căng, nhưng đây là một cuộc đấu giá từ thiện. Khoảng 12 năm trước, khi tôi viết những dòng này, tôi có tham dự một sự kiện từ thiện do Richard Branson tổ chức. Tôi đã gặp Richard vài năm trước đó, khi tôi và một người bạn huy động được một khoản tiền lớn cho hoạt động từ thiện của Penguin Unity. Trong sự kiện từ thiện đó, tôi quyết định tham gia hết mình. Richard đã thanh toán toàn bộ hóa đơn cho buổi từ thiện đó và 100% số tiền chúng tôi quyên góp hôm đó được dùng để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Và quý ông ở phía sau tôi, ba dãy bàn, cũng có cùng quan điểm như tôi. Đó chính là lý do vì sao mà tôi phải tốn đến 50.000 đô la để đặt tên mình cho một chiếc máy bay. Sau khi tôi chiến thắng đợt đấu giá, Richard đứng dậy và nói, tại sao phải đấu giá với nhau về điều đó? Hỡi các quý ông, tôi sẽ dành cơ hội này dành cho hai người chỉ với giá 50.000 đô la mỗi người, và toàn bộ số tiền này sẽ được dùng làm từ thiện. Người đã cùng bước lên sân khấu với tôi ngày hôm đó và là người đã trực tiếp đấu giá với tôi là một chàng trai trẻ, và trông anh ta trẻ hơn tuổi thật đến 10 tuổi. Tên anh ta là Russell Brunson. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh chàng này trực tiếp. Đó là một người rất điển trai và hấp dẫn. Anh ta cũng có một lý do giống như thế, để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Trong căn phòng đó có những người rất nổi tiếng, rất giàu và được nhiều người biết đến hơn cả tôi và Russell. Nhưng anh ta là người để lại một ấn tượng đặc biệt với tôi. Tôi thực sự không biết rõ về Russell cho đến vài năm sau đó. Nhưng khi tôi đã hiểu về Russell, tôi nhận ra anh là một trong những người khiêm tốn, thông minh, hoài bão, nhiều năng lượng và là một người đáng tin cậy nhất mà tôi từng gặp. Điều tôi cảm thấy ấn tượng nhất là cách anh ấy nói về việc giúp đỡ các doanh nhân khởi nghiệp phát triển nhanh hơn. Anh ấy nói về họ như thể họ là con cái của anh ấy vậy, luôn luôn đầy nhiệt huyết. Đó là một điều rất hiếm có trong thế giới ngày nay. Mối quan tâm của Russell không bao giờ tập trung vào việc anh ta sẽ kiếm được số tiền nhiều cỡ nào hay doanh nghiệp của mình sẽ phát triển đến tầm cỡ nào. Anh ấy luôn luôn nhìn qua một lăng kính, làm thế nào để giúp người khác phát triển nhanh hơn. Anh ấy dành nguồn năng lượng và sự đam mê đó để cùng sáng lập một công ty tên là ClickFunnels. Công ty đó đã tạo ra một cuộc cách mạng giúp thay đổi cách mọi người dùng Internet để chuyển ý tưởng của họ thành những sản phẩm hay dịch vụ có thể bán được. Russell thực sự đã mang đến cho mọi người một cách thức nhanh hơn để tạo ra ảnh hưởng và mang lại lợi nhuận từ ý tưởng của họ. Đam mê của Russell đã đưa ClickFunnels trở thành một công ty cung cấp dịch vụ online có tốc độ phát triển nhanh nhất mọi thời đại và tạo ra ảnh hưởng lớn đến hàng chục nghìn người trên khắp thế giới. Có rất nhiều người đã gặt hái thành công từ việc sử dụng phần mềm của Russell và ứng dụng các hướng dẫn của anh ấy. Và đây là điều chưa từng có trước đây, nhưng đó không chỉ là lý do duy nhất để đọc cuốn sách này. Nền kinh tế thế giới cũng như cách chúng ta mua sắm sản phẩm và tìm kiếm thông tin đã hoàn toàn thay đổi và sẽ còn tiếp tục thay đổi. Những người không còn có các kỹ năng và năng lực để bán hàng những sản phẩm dịch vụ để tìm kiếm khách hàng cho cửa hàng bán lẻ của mình hay tạo ra những phễu có khả năng mang khách hàng đến với mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi không nói điều này để dọa dẫm bạn, nhưng hãy hiểu rằng đó không phải chỉ là một lời nói bâng quơ. Tôi nhìn thấy được những thay đổi đang xảy ra và tôi cũng có chung một niềm đam mê giống như Russell. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được làm việc ở trong lĩnh vực đào tạo phát triển cá nhân trong suốt 22 năm qua. Tôi là tác giả của nhiều quyển sách bán chạy nhất của New York Times và tôi cũng đã thành lập 13 công ty và tạo ra hơn 1 tỷ đô la doanh số. Những cơ hội đó đã cho tôi
lợi thế để đứng ở một vị trí thuận lợi và cho phép tôi nhìn thấy được những thay đổi đang đến gần. Liệu có cảm giác tồi tệ nào hơn là cảm giác mình bị bỏ lại phía sau không? Niềm đam mê của Russell Brunson chính là giúp bạn tránh được cảm giác đó, và đó chính là lý do vì sao anh ấy viết quyển sách này. Và cũng chính vì chung niềm đam mê ấy mà tôi nhận lời viết tựa cho quyển sách này. Quyển sách này tiết lộ một con đường tốt nhất để thu hút sự chú ý của mọi người vào sản phẩm và dịch vụ của bạn, để giúp mọi người tìm thấy bạn. Có một bộ phim kinh điển với sự tham gia của Kevin Costner có tên là Fire of Dream. Bộ phim nói về việc xây dựng một sân thi đấu bóng rổ ở giữa không trung. Bộ phim rất tuyệt, nhưng nó gửi đến một thông điệp không mấy tốt đẹp là chỉ cần đơn giản là tạo ra một thứ gì đó là mọi người sẽ tự động tìm đến với bạn để mua sản phẩm dịch vụ ấy. Không may là quá nhiều người trong kinh doanh đã có một cái nhìn quá ngây thơ về khái niệm ấy và quyết định vận hành doanh nghiệp của mình theo cách đó. Họ nghĩ là nếu họ tạo ra một sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tuyệt vời nhất, phát minh ra phần mềm tốt nhất, xây dựng chương trình mastermind tốt nhất, hoặc viết ra một quyển sách hay nhất, thì thế giới sẽ tự động tìm thấy chúng. Họ nghĩ rằng chỉ cần họ có sản phẩm hay dịch vụ tốt nhất là khách hàng sẽ tự động xuất hiện và mua chúng. Thực tế là thế giới không hoạt động như vậy. Trừ khi mọi người biết về việc bạn đang tồn tại và bạn mang đến cho họ được một lý thuyết phục, một lý do thuyết phục để họ phải tìm đến với mình, còn không thì họ sẽ không quan tâm. Nếu như bạn không có hoạt động marketing hiệu quả, ý tưởng của bạn sẽ mãi chỉ là một ý tưởng tốt. Có thể là khi đã 80 tuổi, bạn sẽ nhìn lại cuộc đời của mình và nhận ra rằng mình đã có 20 ý tưởng tuyệt vời nhưng lại không thể nào tạo ra ảnh hưởng thực sự như mong muốn. Nhưng bạn không nhất thiết phải trở nên như vậy. Kiến thức chuyên môn của Russell là rất sâu, và anh ấy sử dụng toàn bộ những kiến thức đó trong quyển sách này để mở ra một con đường mới nhằm đưa các khách hàng lý tưởng đến với sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng, công ty, chương trình mà Mastermind hay quyển sách của bạn. Anh ấy sẽ trao cho bạn những bí mật mà theo một cách thức mà chưa ai từng làm, và anh ấy sẽ chia sẻ với theo một cách đơn giản nhất, giúp cho từng bài học của anh ấy trở nên dễ tiếp thu hơn. Anh ấy tiết lộ cách thức chính xác để đưa traffic đến với doanh nghiệp, sản phẩm và trang web của bạn. Đây là một trong những quyển sách mà nếu bạn áp dụng một cách chính xác thì nó có thể trở thành quyển sách thay đổi toàn bộ cuộc đời của bạn. Khi đọc xong quyển sách này, bạn sẽ hiểu rất rõ tại sao có một công ty online lại phát triển một kênh mạnh mẽ trong khi một số công ty khác lại liên tục gặp trở ngại. Bạn sẽ hiểu tại sao công việc kinh doanh mà bạn đã triển khai trước đây đã không đạt được kết quả như bạn kỳ vọng trước đó. Bạn cũng có thể nhận ra được lý do tại sao bạn đã làm rất tốt và học được cách để có thể làm mọi việc một cách tốt hơn. Thế giới đang thay đổi, và những người không biết cách làm thế nào để trụ vững sẽ phải trải qua một cuộc sống trắc trở trong tương lai. Hoặc trong trường hợp này không quá tệ, nhưng cũng rất đáng buồn, cuộc sống và mục đích của bạn sẽ mờ nhạt và không được ai biết đến. Trong cuộc sống đó, bạn đã không chạm đến nấc thang cao hơn, cũng như không thể phát huy được hết tiềm năng của mình. Trong quyển sách này, Russell Brunson đã mở toang cánh cửa trái tim mình để chia sẻ với bạn những chiến lược và cách các chiến thuật cần thiết để giúp bạn đạt được tối đa khả năng của mình. Hãy nắm thật vững và khám phá những điều có thể giúp bạn đạt được lợi nhuận, tạo ra ảnh hưởng và xây dựng một công ty với sức mạnh có thể phát triển thành công trong thế giới này. Dean Graziosi Ossi. Lời mở đầu. Nếu bạn mang đến lửa, tôi sẽ trao cho bạn cây đuốc. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2014, đuốc Dickerson Dylan Jones và tôi ra mắt một công ty phần mềm mới, và chúng tôi tin rằng nó sẽ thay đổi thế giới. Mục tiêu là đào tạo một sản phẩm giúp giải phóng các doanh nhân khởi nghiệp và trao cho họ khả năng đưa thông điệp của mình đến với thị trường một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất từ trước đến nay. Từ đó họ có thể thay đổi cuộc sống của những khách hàng mà họ cần phục vụ. Công ty mà chúng tôi ra mắt có tên là ClickFunnels. Một vài tháng sau khi chúng tôi ra mắt ClickFunnels, tôi tiếp tục xuất bản một quyển sách mà tôi đã dày công biên tập trong suốt một thập kỷ. Đó là lần đầu tiên tôi viết sách, bởi vì quyển sách nói về hệ thống phễu bán hàng. Đây là điều tôi rất yêu thích, nhưng lại là khám phá nhảm, lại khá nhàm chán với nhiều người. Tôi cảm thấy hơi lo lắng về phản hồi của mọi người về quyển sách. Quyển sách đó tên là Bí mật .com, và tôi không ngờ được
rằng quyển sách đó đã trở thành cuốn cẩm nang tối thượng về cách xây dựng phễu bán hàng online và là chìa khóa để khởi đầu xây dựng và phát triển công ty của chúng tôi. Khi mọi người bắt đầu hiểu được phương pháp sử dụng phễu để phát triển công ty của họ, thì họ sẽ bắt đầu sử dụng phễu để phát triển công ty của họ một cách thực sự. Một vài khái niệm cốt lõi mà tôi giới thiệu trong cuốn bí mật.com, bí mật về thang giá trị và cách bạn có thể sử dụng nó để cung cấp thêm giá trị cho khách hàng và mang về nhiều tiền hơn trên mỗi khách hàng mà bạn phục vụ. Làm thế nào để thu hút khách hàng lý tưởng bạn mà bạn đang mong muốn phục vụ và loại bỏ những đối tượng khách hàng không mong muốn. Kể từ đó, bạn chỉ cần dành thời gian phục vụ những người mà bạn cảm thấy vui khi làm việc với họ. Cấu trúc phễu chính xác và những kịch bản bán hàng cụ thể mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi những người truy cập vào trang web và hệ thống phễu của mình thành khách hàng và đưa họ đi qua thang giá trị nhằm phục vụ họ ở mức cao nhất, và nhiều nội dung giá trị khác. Gareth White đã nói với tôi sau như thế này khi đọc xong quyển sách và áp dụng vào công ty của mình. Tôi đã có được ngọn lửa, nhưng anh đã trao cho tôi cây đuốc mà tôi cần để phát triển. Khoảng hơn 2 năm sau, quyển sách đó đã trở thành cuốn cẩm nang bí quyết nội bộ trong của hơn 100.000 nhà marketing để xây dựng hệ thống phễu bán hàng online. Tuy nhiên, trong suốt quá trình ClickFunnels phát triển, tôi bắt đầu thấy một sự khác biệt lớn hơn giữa người kiếm được từ một hệ thống và những người đã xây dựng phễu nhưng lại không kiếm được tiền. Nhiều người đã rất thành thạo cấu trúc của phễu và các công cụ sau khi đọc bí mật.com, và họ có thể dễ dàng xây dựng phễu đó với ClickFunnels. Nhưng với một số người vẫn không kiếm được tiền bởi họ chưa hiểu được cách chuyển đổi những người truy cập trang web thành khách hàng. Họ không hiểu những kỹ năng cơ bản về thuyết phục, kể chuyện bán hàng, xây dựng đội nhóm, trở thành người lãnh đạo và giao tiếp với những người đã đi vào trong phễu của họ. Và vì thế tôi bắt đầu quyển sách thứ hai với mục tiêu giúp mọi người đọc, học và hỏi thành thạo những bí mật về nghệ thuật thuyết phục để chuyển đổi khách hàng ở trong mỗi giai đoạn trong hệ thống phễu của họ. Và nếu như bí mật.com nói về khía cạnh khoa học trong việc xây dựng hệ thống phễu, thì bí mật chuyên gia chính là khía cạnh nghệ thuật đằng sau những hệ thống phễu bán hàng thành công, giúp đưa cho mọi người đi qua phễu và trở thành khách hàng lý tưởng của mình. Vậy đó cũng chính là tiền đề cho quyển sách này, Bí mật Traffic, quyển thứ 3 và cuối cùng trong bộ 3 quyển về marketing online của tôi. Traffic là nhiên liệu cho mọi công việc, kinh doanh, thành công. Traffic chính là những người được đưa đến hệ thống phễu của bạn. Bạn càng có thể đưa được nhiều người vào hệ thống phễu của mình thì công ty bạn có khả năng tạo ra ảnh hưởng càng lớn, và sau đó đương nhiên sẽ mang về càng nhiều doanh thu. Khi chúng tôi quan sát các thành viên của ClickFunnels, dù họ đã phát triển công ty của họ bằng các hệ thống phễu theo cấu trúc được trình bày trong bí mật.com và nghệ thuật thuyết phục trong bí mật chuyên gia, nhiều người vẫn gặp phải những trục trặc bởi họ không biết cách làm thế nào để tạo ra những luồng traffic, hay nói cách khác là con người, để tạo ra liên tục đến hệ thống phễu của mình. Mặt khác, những người đang thu hút traffic từ Facebook hay Google cũng luôn cảm thấy lo lắng vì nếu một lúc nào đó cả hai nguồn này gặp trục trặc thì họ có thể bị mất công ty chỉ trong một đêm. Bí mật traffic tiếp cận vấn đề traffic từ một góc độ hoàn toàn khác so với những điều mọi người hay nói đến trước đây. Tôi sẽ ít đề cập đến các thủ thuật chi tiết hay những hoạt động điều hành dễ thay đổi mà sẽ thiên về chiến lược và mô hình dài hạn để đảm bảo một dòng chảy liên tục người đến với hệ thống phễu của bạn. Những chiến lược trong quyển sách này là trường tồn và sẽ không bao giờ thay đổi nếu con người trên hành tinh này vẫn còn mua bán giao dịch với nhau. Mỗi quyển trong một bộ bí mật này đã được viết như một quyển sách độc lập, nhưng khi đã thành thạo những kỹ năng từ ba quyển này, bạn sẽ có được nền tảng giúp phát triển vững chắc công ty của mình. Vì vậy, mỗi quyển sách đều đề cập và có liên quan đến những khái niệm quan trọng trong những quyển khác. Nếu bạn quan tâm đến những thông tin mới nhất, tôi mời bạn truy cập vào trang marketingsecret.com để nghe chương trình Podcast Marketing Secret của tôi. Tại đó, tôi sẽ đăng podcast 2 lần mỗi tuần và đề cập đến tất cả những gì mà chúng tôi học và khám phá được trong thế giới thực. Tôi cũng chia sẻ những bí mật mới mỗi tuần, hoàn toàn miễn phí về những chủ đề và cấu trúc mà bạn cần sử dụng thành thạo trong những quyển sách này. Tôi hy vọng rằng bạn có thể sử dụng bộ 3 quyển sách này để thay đổi cuộc sống của những khách hàng mà bạn có sứ mệnh phục vụ. Mọi kiến thức, chiến lược được viết trong 3 quyển sách này đều là trường tồn và chúng được tập trung vào những khái niệm mang lại hiệu quả trong quá
khứ, hiện tại và vẫn tiếp tục hiệu quả đến ngày mai và mãi mãi sau này. Lời giới thiệu: có một cơn bão đang đến gần. Ngày 27 tháng 4 năm 2018 là ngày mà tôi và các con mình đã mong đợi từ rất lâu. Đó là ngày chính thức công chiếu bộ phim Avengers Infinity War. Tôi đã trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt từ khi tập phim đầu tiên Iron Man được ra mắt. Nhưng trước đó thì tôi không hề biết đến lịch sử hay quá trình ra đời của bộ truyện tranh này. Vì vậy, những gì diễn ra trong bộ phim mang đến cho tôi một sự ngạc nhiên lớn. Đó là tập phim thứ 19 trong chuỗi phim của vũ trụ điện ảnh Marvel. Và toàn bộ những nội dung trong các tập phim trước đó đã đưa đến một cuộc đối đầu giữa Thanos và siêu anh hùng trong nhóm Avengers. Trong bộ phim, bạn thấy nhân vật Thanos được họa như một kẻ cực kỳ độc ác, nhưng hắn lại luôn nghĩ rằng hắn đang làm một việc tốt đẹp. Thanos cho rằng dân số vũ trụ đã trở nên quá đông và hắn tin rằng nhiệm vụ của hắn là phải cứu lấy vũ trụ. Mục tiêu của Thanos là thu thập được tất cả những viên đạn vô cực, đặt chúng lại gần nhau trên một cái găng tay. Và sau đó hắn sẽ búng tay một cái và mang lại sự cân bằng cho vũ trụ bằng việc lấy đi sinh mạng của một nửa dân số trong vũ trụ. Tập phim kết thúc, cảnh báo tiết lộ nội dung với một tình tiết quan trọng liên quan đến phần phim tiếp theo như sau. Thanos đã thu thập được toàn bộ các viên đá vô cực và búng ngón tay, và chỉ trong một khoảnh khắc, một nửa dân số của vũ trụ biến mất. Hôm sau khi xem bộ phim, tôi nói chuyện với bạn của tôi và cũng là một chuyên gia rất giỏi về marketing online là Ping John về bộ phim, và anh ấy nói một điều khiến tôi phải suy nghĩ. Điều anh ấy nói sau đó đã trở thành một ý tưởng khiến tôi bắt tay vào viết quyển sách này. Khi nói về người sáng lập của Facebook, Ping John đã nói anh có thấy Mark Zuckerberg giống như Thanos không? Nếu như mục đích của anh ta là loại bỏ một nửa các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ quảng cáo trên Facebook, thì anh ta có thể chỉ cần búng tay một cái và một nửa những doanh nghiệp online sẽ mất đi công việc làm ăn chỉ sau một đêm. Câu nói đó nhanh chóng khiến tôi nhớ lại những sự kiện diễn ra vào năm 2003, khi tôi lần đầu tiên mua quảng cáo trên Google. Tôi đã mua một quyển sách của Chris Carpenter. Quyển sách đó chỉ cách thức đơn giản để thiết lập một quảng cáo chạy trên nền tảng của Google và dẫn traffic về bất cứ trang web nào mà bạn mong muốn. Đó chỉ là một sự trao đổi đơn giản thôi. Tôi chỉ phải bỏ ra $0.25 để có được một người click vào quảng cáo của tôi, sau đó được đưa đến trang web của tôi, và tôi có thể hy vọng kiếm được $2-3 cho mỗi click mà tôi nhận được. Ban đầu điều này có vẻ dễ dàng một cách không tưởng, nhưng tôi quyết định sẽ thực hiện quảng cáo đầu tiên trên Google để bán DVD hướng dẫn cách làm súng khoai tây. Khi một ai đó tìm từ khóa súng khoai tây hoặc súng đốt trên Google, quảng cáo của tôi sẽ xuất hiện ngay trước họ. Nếu họ click vào quảng cáo của tôi, khi đó Google sẽ thu $0.25, thì họ sẽ được đưa đến trang web howtomakeapotatogun.com. Và một phần trong số những người sẽ đến web và sẽ mua DVD hướng dẫn, và tôi ngay lập tức trở thành nghìnphú.com. Tôi chưa thể trở thành triệu phú ngay lúc đó, nhưng nếu mọi thứ cứ duy trì cách vận hành như trong giai đoạn đó, thì tôi có thể trở thành triệu phú chỉ trong vài tháng. Nhưng rồi điều đó xảy ra. Mọi người gọi đó là cú tát của Google, nhưng với tôi nó giống như là một điểm kết thúc cho sự nghiệp kinh doanh online của tôi. Chi phí của tôi tăng từ $0.25 đến $3 cho một click hoặc nhiều hơn. Ngay lập tức một nửa doanh nghiệp, những người đang mua quảng cáo của Google vào thời điểm đó, trong đó có tôi, đã mất đi công việc kinh doanh của mình chỉ trong một đêm. Trong số những người bị mất đi công việc kinh doanh, khi ấy phần lớn những người tôi biết đều không bao giờ hồi phục lại được sau cú tát đầu tiên của Google. Hầu hết chúng tôi đều cảm thấy bối rối tại sao Google có thể thu của chúng tôi phí quảng cáo hơn 10 lần chỉ sau một đêm. Và sau đó, sau khi thảm họa đó đi qua, khi nhìn lại thì mọi thứ trông có vẻ hợp lý hơn. Thực tế là Google chỉ muốn làm việc với những thương hiệu lớn, những công ty có thể bỏ ra hàng triệu đô mỗi tháng cho quảng cáo, chứ không phải là những dân chơi nhỏ bé nghiệp dư như tôi. Nhưng những người chỉ có thể bỏ ra vài nghìn đô mỗi tháng cho quảng cáo, những doanh nhân nhỏ như tôi chỉ có thể mang đến cho họ một phần tỷ lệ phần trăm rất nhỏ doanh thu. Và chúng ta giống như những người mang đến 90% những vấn đề đau đầu của họ. Họ không quan tâm đến chúng ta, họ chỉ quan tâm đến những nhà quảng cáo lớn, và đó là cách thức nhanh chóng giúp cho Larry Page và Sergey Brin, những nhà sáng lập của Google, quyết định dành cho chúng ta những
doanh nhân nhỏ một cú cát. Trong bí mật .com, tôi chia sẻ cách thức mà tôi áp dụng để tự cứu sống bản thân và công ty nhỏ của tôi để sống dậy sau cú cát của Google bằng những cách học. Sử dụng công cụ là hệ thống phễu, tôi đã chuyển đổi sang web bán súng PT của tôi trở thành hệ thống phễu. Và đây là nơi tôi có thể kiếm được tiền từ mỗi khách truy cập đến quảng cáo của Google. Lúc này, chi phí quảng cáo của Google không giảm, nhưng tôi đã tìm được cách để đảm bảo chi phí và chi trả được mức phí đó. Tôi có thể trả cho Google $3 cho mỗi click và sau đó có thể kiếm được $5-6 trên mỗi người đã đi vào hệ thống. Phễu của tôi, chiến lược đó không nằm trong nội dung của quyển sách này, nhưng tôi đã viết rất kỹ điều này ở trong hai quyển bí mật .com và bí mật chuyên gia. Sau cú cát đầu tiên của Google, các doanh nhân còn sống sót bắt đầu đi tìm một phương thức khác để bảo vệ công ty của họ. Một số người chuyển sang sử dụng email marketing và một số người sử dụng quảng cáo trên blog và một số trang web. Nhưng phần lớn các nhà marketing bắt đầu chú ý đến việc thu hút traffic từ nền tảng tìm kiếm miễn phí của Google. Tất cả chúng tôi đều bắt đầu học cách để thích nghi và chiến thắng cuộc chơi. Chúng tôi cố gắng để đạt được những thứ hạng cao trong mục tìm kiếm từ khóa của Google và traffic bắt đầu quay trở lại phễu của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Lại một lần nữa, mọi thứ trở nên quá tốt đẹp đối với chúng tôi, nhưng trong suốt nhiều năm, đây vẫn là phương pháp bí mật giúp chúng tôi thành công. Và một ngày cũng lại giống như lần trước đó, Google quyết định đã đến lúc phải thay đổi lại mọi thứ. Những năm tiếp theo đó được biết đến là những năm Google liên tục có các cú cát gây ảnh hưởng lớn đến thứ hạng của hàng loạt trang web trong mục tìm kiếm miễn phí. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng những từ khóa mình đã dày công xây dựng vẫn nằm trong thứ hạng ổn định, nhưng chúng tôi phải sống trong lòng bàn tay Google. Tương lai của chúng tôi đã nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Một cái tát của Google có thể loại khỏi cuộc chơi một số lượng lớn những doanh nghiệp và không lâu sau đó họ sẽ gán cho những cú cát đó nhiều cái tên mỹ miều như gấu trúc, chim cánh cụt và chim ruồi. Nhưng rồi mỗi cú cát mới đồng nghĩa với việc một lượng lớn doanh nhân sẽ phải thức dậy với một thực tại là công ty của họ bị cạn khô chỉ sau một đêm và đã mất đi toàn bộ traffic, và bởi vì traffic sẽ tương ứng với khách hàng nên doanh nghiệp của họ không còn hoạt động được nữa. Suốt một thập kỷ từ đầu những năm 2000 đến năm 2010 là khoảng thời gian chiến đấu liên tục của các doanh nhân để có thể sống sót và trụ hạng. Từ năm 2007, một tia sáng đã mở ra một kỷ nguyên mới khi Mark giới thiệu nền tảng quảng cáo của Facebook, giống như cách Google đã làm trong giai đoạn đầu khi mới ra mắt nền tảng quảng cáo của họ. Facebook khiến quảng cáo trở nên dễ dàng và hợp lý để các doanh nhân bắt đầu mua quảng cáo. Chi phí ban đầu rất thấp và việc mua bán cũng đơn giản. Mục tiêu của Facebook giai đoạn đầu là để thị trường chấp nhận thu hút nhiều người sử dụng dịch vụ quảng cáo của họ càng nhiều càng tốt và càng nhanh càng tốt, và đó chính là những gì đã xảy ra. Với những người như tôi, giai đoạn này giống như những ngày tươi đẹp đáng ghi nhớ đối với Google, khi mà chúng tôi chỉ phải trả $0.25 quảng cáo và thu về $2-3 cho mỗi click. Nhiều người trong số những doanh nhân tôi hiện đang thực hiện cố vấn đã khởi nghiệp trong thời kỳ này, và họ đã sử dụng Facebook như một đòn bẩy để phát triển doanh nghiệp của mình một cách nhanh chóng. Nhưng với những nhà marketing đã từng trải qua một khoảng thời gian đủ dài để nhớ những cuộc thảm sát mà Google và các nền tảng khác thực hiện đối với chúng tôi, thì cách thức mà Facebook thực hiện không khác gì những gì mà Google đã làm trong giai đoạn đầu. Bước 1. Để thị trường chấp nhận, làm cho những rào cản gia nhập trở nên đơn giản và thu hút thật nhiều người tham gia vào nền tảng quảng cáo. Bước 2. Tăng dần giá thầu, từ từ tăng giá thầu quảng cáo để làm giảm biên lợi nhuận, loại khỏi cuộc chơi những doanh nhân không biết sử dụng hệ thống phễu. Bước 3. Thực hiện cú cát, loại khỏi cuộc chơi 50% số lượng nhà quảng cáo, bởi những người này mang đến 90% những vấn đề đau đầu của họ. Nếu bạn đang chi ít hơn $1,000,000 mỗi tháng cho quảng cáo, bạn được coi như một nhà quảng cáo nhỏ. Bạn chỉ có thể mang đến cho họ một phần nhỏ doanh thu, nhưng thực sự là việc hỗ trợ bạn khó hơn 100 lần so với hỗ trợ các thương hiệu lớn, vì những người không quan tâm nhiều đến tỷ lệ ROI, tỷ lệ hoàn vốn, và chỉ muốn đảm bảo là thương hiệu của họ phải được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Ngày hôm đó, sau khi bộ phim lần đầu được ra mắt, Bang Joon và tôi đã đùa với nhau rằng thay vì một cú tát của Google, chúng ta sẽ thấy một cái búng tay của Jack Thanos. Bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi sẽ đặt nickname cho anh ta là Thanos, và sau đó 50% doanh nghiệp sẽ biến mất chỉ sau một đêm. Nếu bạn đang phụ thuộc 100% traffic của mình vào Facebook,
thì đây sẽ là lời cảnh báo của bạn. Một cơn bão đang đến gần, bạn nên triển khai toàn bộ những gì bạn đọc được trong quyển sách này. Như vậy bạn sẽ có thể bảo vệ được công ty của mình và sống sót sau cơn bão. Nói một cách khác, nếu cái búng tay của Thanos xảy ra và bạn tỉnh dậy với một doanh nghiệp đã chết hoặc đang hấp hối, thì quyển sách này là câu trả lời giúp bạn cứu sống công ty của mình và đưa ra nó ra phát triển mạnh mẽ hơn. Trong suốt những năm 15 năm qua, tôi đã chơi cuộc chơi này và tôi đã sống sót, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ qua rất nhiều cú tát của Google, qua cái chết của email marketing, sự thay đổi của các thuật toán, sự phát triển và sụp đổ của hàng loạt mạng xã hội khác nhau và sự phân mảnh của phương tiện truyền thông online. Câu hỏi thực sự cần phải hỏi đó là tại sao chúng tôi lại sống sót trong khi rất nhiều công ty khác lại đã đang thất bại? Hai lý do khiến chúng tôi sống sót trong những khi những người khác thất bại. Chúng tôi hiểu cách thức sử dụng hệ thống phễu. Với các hệ thống phễu, chúng tôi có thể tạo ra gấp 5-10 lần số tiền trên mỗi khách hàng truy cập khi họ click vào quảng cáo của mình. Do đó, chúng tôi có thể sống sót và phát triển dù chi phí có thể gia tăng. Chúng tôi đã thành thạo chiến lược marketing, chứ không chỉ là các chiến thuật. Đằng sau việc thu hút traffic và những chiến lược này hoạt động trên mọi nền tảng quảng cáo, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu bạn thành thạo được các chiến lược này thì không có cú tát nào có thể ảnh hưởng đến nguồn sống của doanh nghiệp của bạn. Sẽ luôn có những cơn bão khác ập đến giống như những gì đã xảy ra ở Google. Điều này xảy ra liên tục từ thời điểm này đến thời điểm khác, mà chúng ta biết rằng cách dự báo tốt nhất cho tương lai chính là cách nhìn lại quá khứ. Cơn bão này đang hướng đến chúng ta và hàng nghìn doanh nhân khác nhau đang chưa ý thức được nó. Tôi cảm thấy rằng mình phải có trách nhiệm với hơn 100 thành viên của cộng đồng ClickFunnels và với hơn 1 triệu doanh nhân, những người đang theo dõi tôi, và với bất cứ ai đang sẵn sàng nghe chuẩn bị cho cơn bão này. Những người thành thạo được các chiến lược sẽ thu hút được traffic, khách hàng và doanh thu từ những người không có sự chuẩn bị. Hãy sử dụng thành thạo những quy luật này và bạn cũng như công ty của bạn sẽ phát triển. Một quyển sách trường tồn về một lĩnh vực luôn thay đổi. Nỗi lo lắng nhất của tôi khi quyết định viết quyển sách này là làm thế nào để viết được những nội dung về traffic có giá trị trường tồn theo thời gian. Nghĩa là làm thế nào để dạy mọi người một ngưỡng khái niệm sẽ luôn luôn đúng trong một lĩnh vực mà thay đổi xảy ra gần như mỗi ngày. Tất cả những quyển sách mà tôi từng đọc về traffic trong 10 năm trở lại đây đều tập trung vào những thủ thuật chi tiết, và chúng thường chỉ có tác dụng trong vòng vài tháng kể từ khi được phát hành. Thường thì chúng sẽ trở nên lỗi thời ngay cả trước khi sách được in ra. Nhưng thủ thuật về việc làm thế nào để mọi người click nhiều hơn vào quảng cáo của bạn, rồi đến trang web của bạn, thường thay đổi mỗi ngày. Thực tế là tôi biết rất nhiều người làm những công việc toàn thời gian và dành cả ngày để điều chỉnh kịp thời những thay đổi thuật toán của Facebook và những chương trình quảng cáo. Nếu tôi cung cấp cho bạn những thủ thuật mới hoặc những phương pháp mới nhất trong thời điểm tôi viết, thì có thể vào thời điểm bạn đang đọc những dòng này, chúng đã trở nên lỗi thời. Khoảng 5 hay 6 năm trước, bao nhiêu người trong chúng ta biết được Instagram sẽ trở thành nơi quyền lực như bây giờ? Ai biết được rằng công cụ tin nhắn tự động trong Messenger lại có thể trở thành một thứ hấp dẫn, rồi lại gần như đóng băng trong vài tháng bởi các vấn đề pháp lý của Facebook, và sau đó lại nhanh chóng phát triển trở lại? Nền tảng mạng xã hội nào và công nghệ nào vẫn còn đang chờ đợi trước được khám phá ở phía trước và chúng ta vẫn chưa nắm bắt được. Vì thế tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết của những doanh nghiệp mà tôi chứng kiến trong suốt 14 năm qua. Quá nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã có những thành công tạm thời bởi họ tìm ra được một cách thức để thu hút traffic, hay họ thành thạo một thủ thuật nào đó như Google Ads hay SEO, nhưng sau đó một cú tát xảy ra và họ mất tất cả. Tôi bắt đầu nghĩ về việc tại sao tôi lại đã không chỉ sống sót được trong những cú tát đó mà còn phát triển mạnh mẽ. Càng suy nghĩ về việc tại sao tôi lại gặt hái được những kết quả tốt bất chấp những thay đổi liên tục diễn ra, tôi càng nhận ra rằng tôi đã không học về traffic theo những cách thức mà hầu hết các doanh nhân đều tiếp cận. Thông thường, hầu hết mọi người học cách thu hút traffic như sau: một trang web mới sẽ trở nên phổ biến và nhanh chóng được nhiều người ghé đến. Tại đó, những doanh nhân nhạy bén sẽ tìm thấy một cơ hội để mua hoặc thu hút traffic từ nền tảng mới đó, ví dụ như Twitter hay Facebook. Một nhóm nhỏ những người nhanh nhạy dễ chấp nhận ban đầu sẽ bắt đầu khai thác nó và tìm ra được những thủ thuật chi tiết để đạt được kết quả trên nền tảng đó. Và trong một vài
tháng tiếp theo hoặc một vài năm, họ sẽ sử dụng những khái niệm đó để thu hút nguồn traffic khổng lồ với chi phí rất nhỏ. Cuối cùng sẽ có nhiều người biết về điều đó và họ cũng bắt đầu sử dụng kênh thông tin đó. Và sau khi đó, nhu cầu về traffic sẽ nhiều hơn, dẫn đến việc nguồn cung bị giảm xuống. Và những người cung cấp trên nền tảng bắt đầu tính đến chuyện thu phí cao hơn một click. Một doanh nhân có thể nhìn thấy cơ hội trong bối cảnh mới này và từ đó họ thu lại lợi nhuận thông qua việc dạy lại cho những người khác các thủ thuật mới trên nền tảng này. Sau khi những người này đã học được phương pháp mới về thu hút traffic, hàng chục ngàn người sẽ bắt đầu sử dụng nền tảng đó và nhu cầu sẽ lại tăng cao, nguồn cung lại giảm và giảm giá lại nhanh chóng tăng, giá thành lại nhanh chóng tăng. Những người khác sẽ nhìn thấy thành công của các khóa học về dạy thủ thuật này và họ cũng muốn tham gia và thế là lại xuất hiện rất nhiều khóa học sao chép lẫn nhau. Và bây giờ thì có nguyên cả một đội quân nhỏ gồm những người chuyên đi bán những khóa học về việc làm thế nào để áp dụng những thủ thuật đó để tạo ra traffic. Nhu cầu lại tăng, nguồn cung lại giảm và giá thành lại tiếp tục tăng cao. Ở đâu đó trong suốt quá trình này, bạn hoặc người phụ trách marketing trong đội ngũ của bạn sẽ thấy quảng cáo về khóa học. Và thế là bạn mua nó, nghiên cứu nó và bắt đầu tham gia vào vòng lặp lại này. Số tiền bạn phải chi trả những quảng cáo như vậy phụ thuộc vào việc bạn tham gia một cuộc chơi sớm hay muộn. Điều này cũng sẽ quyết định mức độ thành công mà bạn áp dụng những quy thủ thuật này. Cuối cùng, chi phí sẽ tăng cao đến mức mà hầu hết các doanh nghiệp sẽ không thể nào trụ được và không kiếm được lợi nhuận khi sử dụng những thủ thuật này. Những người biết sử dụng hệ thống phễu sẽ ở lại được lâu hơn với họ, biết cách để thu về được nhiều tiền hơn trên mỗi khách hàng click vào quảng cáo của mình. Nhưng thủ thuật này cũng sẽ sớm trở nên lỗi thời. Quá trình này là cách thức mà hầu hết mọi người đang áp dụng để thu hút traffic đến trang web của họ và dẫn đến hệ thống phễu bán hàng. Và đó cũng là nơi các vấn đề xuất hiện. Làm sao bạn có thể xây dựng nền tảng của công ty của mình trên một sườn dốc trơn trượt như thế? Lý do mà tôi vẫn còn ở đây ngày hôm nay là bởi vì tôi đã chơi trò chơi này 15 năm về trước. Khi đó không hề có một từ khóa học nào dạy những thủ thuật mới để thu hút traffic cả. Những người mà tôi theo học không có công cụ Internet để phát triển công ty của mình. Những người mà tôi học là các chuyên gia marketing phản hồi trực tiếp theo phong cách truyền thống như Dan Kennedy, Bill Glazer, Gary Haberi, Jay Abraham, Jay Sugarman, Chet Holm, v.v. Những người này không có những công cụ xa xỉ như Facebook hay Google. Họ học những chiến lược để thu hút traffic trước cả khi Internet ra đời. Thay vào đó, họ đã thu hút traffic đến với mình bằng thư trực tiếp, quảng cáo và radio, TV và báo giấy. Những chuyên gia về marketing trực tiếp này bắt tôi phải nhìn nhận về marketing và bán hàng theo một cách nhìn hoàn toàn khác so với cách mọi người nhìn nhận về marketing ngày nay. Họ dạy cho tôi những chiến lược cốt lõi về những yếu tố làm nên thành công của một chiến dịch như thư trực tiếp hiệu quả. Làm thế nào để sử dụng quảng cáo của radio, tạp chí giấy và các kênh quảng cáo truyền thống để mang lại khách hàng lợi nhuận. Những chiến lược mà tôi sử dụng thành thạo trong suốt một thập kỷ nghiên cứu về marketing trực tiếp đã cho tôi một góc nhìn rất khác biệt. Và điều này đã mang đến cho những công ty của tôi khả năng dẫn đầu trong bất cứ xu hướng mới nào, nhanh chóng nắm bắt và làm chủ được các thủ thuật mới trước khi mọi người nhận ra sự tồn tại của chúng, nhìn thấy những cơ hội vẫn còn vô hình với phần lớn đám đông và mỉm cười mỗi cú tát của Google hay cái búng tay của Janot. Tiếp tục trong quyển này, bạn sẽ phải hiểu một điều gì đó là traffic chính là con người, và con người chính là thì hoàn toàn có thể dự báo được. Những chiến lược cốt lõi mà tôi sẽ dạy bạn trong quyển sách này sẽ không bao giờ lỗi thời và hiệu quả trong bất cứ nền tảng nào bạn áp dụng. Từ đó bạn có thể áp dụng chúng ở bất cứ đâu. Thử thách lớn. Một vài người trong số bạn có thể sẽ sốc hoặc đôi khi cảm thấy bực mình vì trong quyển sách này, một quyển sách hoàn toàn chỉ nói về traffic sẽ không có bất cứ một hình ảnh nào hướng đến việc sử dụng trình quảng cáo của Facebook hay một hướng dẫn giải thích cách thức thiết lập một chiến dịch quảng cáo trên Google. Tôi không đưa bất cứ một hình ảnh hướng dẫn quảng cáo trên bất cứ nền tảng nào cụ thể vào trong quyển sách này, bởi tôi muốn quyển sách này sẽ có giá trị trường tồn đối với bạn. Thiết kế của các hệ thống sẽ liên tục thay đổi và bất cứ hình ảnh nào tôi chụp lại ngày hôm nay cũng sẽ trở nên lỗi thời trước cả khi bạn đọc được nó. Thay vào đó, tôi sẽ tập trung vào những chiến lược chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi, bao gồm xác định khách hàng lý tưởng, tìm ra nơi khách hàng của bạn đang tụ tập trên mạng Internet, học cách nỗ lực để tiếp cận, hiểu cách chi tiền để tiếp cận, tạo ra nền tảng thông tin riêng của bạn, xây dựng danh sách khách hàng của bạn,
Tất cả những chiến lược này đều có chung một điểm quan trọng: khi cơn bão đến, khi giao diện thay đổi, khi dòng traffic dịch chuyển, thì chúng ta vẫn luôn hiệu quả. Chúng sẽ tận dụng hết sức mạnh của các công cụ truyền thông lớn như Google, YouTube, Facebook và Instagram khi chúng vẫn đang rất được nhiều người ưa chuộng. Nhưng nếu như những nền tảng này thay đổi, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến những nơi thu hút được nhiều hơn. Chiến lược này đã mang đến kết quả tốt khi tôi quyết định chuyển từ Friendster. Hầu hết các bạn thậm chí còn không nhớ đến Friendster đúng không? Sang MySpace và tiếp đó là Facebook. Và nó sẽ luôn có hiệu quả khi chúng ta chuyển từ Facebook và Google sang nền tảng mạng xã hội lớn tiếp theo. Chuyển sang quyển sách này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng công việc kinh doanh, traffic và danh sách khách hàng niềm tiềm năng của mình sẽ luôn ổn định. Trong phần 1, bạn sẽ học được cách thức xác định chính xác đâu là khách hàng lý tưởng của mình, đâu là nơi bạn có thể tìm thấy họ và làm thế nào để tiếp cận được họ. Trong phần 2, tôi sẽ chỉ cho bạn những công thức đơn giản mà có thể sử dụng điều hướng traffic về hệ thống phễu của bạn và bất cứ nền tảng quảng cáo nào, bao gồm cả Facebook, Instagram, Google và YouTube. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn thấy rằng thông qua các công thức đơn giản này, bạn sẽ mở được những cánh cửa liên tục đưa về traffic về với bạn từ bất cứ mạng xã hội nào. Cuối cùng, phần 3, tôi sẽ tiết lộ cho bạn những kỹ thuật thúc đẩy tăng trưởng giúp gia tăng traffic dù cho bạn không thể tiếp cận được với những nền tảng như Facebook hay Google hoặc bất cứ một nền tảng quảng cáo nào khác. Một khi đã thành thạo những kỹ thuật thúc đẩy tăng trưởng này, bạn sẽ có khả năng xây dựng nền tảng traffic cho doanh nghiệp của mình dựa trên một nền tảng vững chắc. Tôi đã dành hơn 15 năm để học và làm chủ những khái niệm và chiến lược trên, và tôi đang rất háo hức được trao chúng cho bạn ngay bây giờ.